Một linh mục Mễ Tây Cơ đã nhanh trí ban ơn xá giải cho các nạn nhân trong vụ tai nạn xe điện. Cha Juan Ortiz cho biết, Ngài đã tìm cách đến hiện trường vụ tai nạn tại một cầu vượt tàu điện ngầm ở Mễ Tây Cơ ngay sau khi nó xảy ra vào 10 giờ 25 phút tối thứ Hai và ban ơn xá giải chung cho các nạn nhân. Tôi đến gần nhất có thể, ở một khoảng cách an toàn. Tôi cầu nguyện cho những người đã chết, cho những người bị thương và đưa ra lời xá tội chung. Ngài nói với Des Lafer, nghĩa là từ Niềm Tin, là tạp chí hàng tuần của Tổng giáo phận Mễ Tây Cơ. Hai toa xe của con tàu điện ngầm đang lao vút trên cao đã lật nhào và rơi xuống đường sau khi chiếc cầu vượt sụp đổ. Ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương. Cha Ortiz là cha sở của giáo xứ vô nhiễm nguyên tội ở Lapotitlan, nằm gần Tawat, nơi xảy ra vụ tai nạn. Giáo hội Công giáo cho phép các linh mục ban phép xá tội chung cho các tín hữu sắp có nguy cơ tử vong, dù cho linh mục hoặc các linh mục không có thời gian để nghe lời thú tội của từng hối nhân. Cha Ortiz cho biết, Ngài đang trả tiền mua hàng tại một siêu thị gần đó. Khi điện đóm chập chờn đến 2 lần, tôi trả tiền xong và khi tôi rời đi, đường phố đã bị phong tỏa và xe tuần tra án ngữ ở đó. Trong vòng chưa đầy 5 phút, tôi đã đến hiện trường và có thể thấy người chết đang được đưa ra ngoài trên cáng. Cha Ortiz nói rằng tất cả mọi người tại hiện trường cảm thấy tuyệt vọng và bất lực khi biết có những người bị mắc kẹt ở đó. Đó là một cảnh tượng rất kinh hoàng, rất choáng váng. Vị linh mục than thở rằng tai nạn có thể lường trước được, vì cư dân địa phương đã báo cáo rằng các cấu trúc tàu điện ngầm đã bị hư hại do trận động đất xảy ra ở Mễ Tây Cơ vào năm 2017. Các quan chức chính phủ, bao gồm cả Tổng thống Andrés Manuel López Obrador, hứa sẽ điều tra sâu về nguyên nhân của vụ tai nạn. Đức cha Andrés Vargas Peña của Xochimilco đã cầu nguyện cho những người đã khuất, những người bị thương và gia đình của họ, và bày tỏ tình liên đới với họ khi dâng thánh lễ cho các nạn nhân vào sáng hôm sau.